Đây là một nơi vô cùng linh thiêng, thờ 117 vị thánh tự đạo Việt Nam. Và bức tranh này đối với mình vô cùng đặc biệt, bởi vì nó là một bức tranh phù điêu đắp nổi 3D hay còn gọi là 3D đó. Mỗi một cái vị thánh có một cái gương mặt rất là sống động, từ cái sắc phục cho đến những cái biểu cảm trên gương mặt, những cái chi tiết nhỏ trên bàn tay vân vân, mình thấy rất là công phu, rất là tỉ mỉ. Cho nên là đối với mình, bức tranh này mang tính nghệ thuật rất là cao và gần như là vô giá. Mình cứ tầng ngẩn ở cái chỗ này hoài à, mình cứ ngắm hết vị thánh này đến vị thánh kia vậy á, trong một cái bố cục này rất là đẹp. Nhà thờ Santa Barbara tọa lạc tại ngã tư đường lớn McFadden và Euclid, thành phố Santa Ana, là trung tâm của khu người Việt, tiện lợi giao thông, và khuôn viên nhà thờ có bạc kinh rộng rãi. Rất đông đảo giáo dân về đây mỗi cuối tuần để tham dự thánh lễ. Có những người ở rất xa nhưng vẫn thích đến nơi này, vì đây là nơi có cộng đoàn Công giáo Việt Nam lớn nhất của vùng Orange County. Và nhà thờ Santa Barbara là nhà thờ duy nhất có rất nhiều thánh lễ vào cuối tuần, và thánh lễ bằng 3 thứ tiếng khác nhau: tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. Ngày thứ 7 thì nhà thờ có 3 thánh lễ: 4 giờ chiều và 7 giờ chiều bằng tiếng Việt, 5 giờ 30 chiều bằng tiếng Anh. Đặc biệt ngày Chủ nhật có tới 8 thánh lễ: 6 giờ 30 sáng, 8 giờ sáng, 11 giờ sáng và 4 giờ chiều là thánh lễ tiếng Việt. 9 giờ 30 sáng, 5 giờ 30 chiều thánh lễ bằng tiếng Anh. 12 giờ 45 chiều và 7 giờ chiều là thánh lễ tiếng Tây Ban Nha. Vào những ngày lễ lớn như là lễ Phục Sinh, lễ Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán thì nơi đây vô cùng náo nhiệt, giống như một trung tâm văn hóa của người Việt mình vậy đó. Có hội chợ ẩm thực và các trò chơi vui cho các em. Những cái chân đèn này là nhìn cái cách thức design là của bên châu Âu đó. Các bạn thấy nhìn nó sang trọng quý phái dễ sợ không? Sáng choang, lúc nào cũng sáng choang như vậy. Rất là đẹp. Mình rất là thích ngắm những cái trưng bày tiểu tiết như vậy đó. Nó cho mình một cái cảm giác rất là thư thái, rất là relax. Đây, các bạn nhận thấy không? Đẹp vô cùng. Cái vị trí tọa lạc của cái nhà thờ này á, nó cách nhà mình có mấy phút thôi. Cứ mỗi lần mình sang thăm mẹ của mình thì mình phải đi ngang chỗ này. Và đặc biệt là cuối tuần đó thì lại được ngắm những cái tà áo dài tha thước của các chị, các mẹ, các cô, các bác. Cái điều đó nó làm cho mình rất là vui. Ở trên đất Mỹ mà mình có cảm giác như là mình đi ngang một cái giáo xứ nào đó của Việt Nam mình á, rất là đẹp. Còn đây là khuôn viên Bắc Kinh ha. Bắc Kinh thì rất là rộng rãi. Đó, quý vị thấy những cái tấm phủ bạc này là che nắng đó. Tại vì bây giờ đang là mùa dịch đó, cho nên là mọi cái sinh hoạt đều là ở ngoài trời hết, không có được vào bên trong nhà thờ ha. Mặc dù Cali mình đã mở cửa lại rồi, nhưng mà nhà nước vẫn chưa cho phép sinh hoạt bên trong. Đó, bây giờ thì mỗi một lần mà thánh lễ đó đi ngang chỗ này đông lắm luôn, người ta đứng trào ra trên lối đi luôn á. Còn trước mặt các bạn đây là trường, cũng thuộc về khuôn viên của nhà thờ.
Trường công giáo ở Mỹ này rất là đắt tiền nha các bạn. Mỗi một em học sinh mà học ở đây đó thì học phí cao ngất ngưỡng. Mình không có nắm rõ giá, nhưng mà chắc chắn là trên 1.000 đồng mỗi tháng cho mỗi em. Còn đây là một nơi đặc biệt linh thiêng. Đó là tượng đài của Đức Mẹ Lộ Đức. Tương truyền rằng tất cả mọi người đến đây cầu nguyện thì luôn luôn đạt được ước nguyện của mình. Các bạn nhìn thấy những cái hoa tươi dưới chân đài Đức Mẹ đây thì cũng đủ hiểu rồi. Hoa không bao giờ tàn ở nơi này. Mỗi ngày mình chạy xe đi ngang đây, mình nhìn hoa, mình nhìn thích lắm. Có những lúc mình muốn ghé vào nhưng mà đông quá, cuối tuần á, đông không có chỗ parking. Như hôm nay đó thì mới có thứ tư thôi. Tha hồ parking thoải mái. Trong nhà thờ chỉ có một mình thôi, thênh thang, tha hồ mà quay phim chụp ảnh. Và cũng không cần phải đeo mask nữa. Nơi này linh thiêng lắm quý vị ơi. Nếu mà quý vị nghe nói hang đá Đức Mẹ Lộ Đức của nhà thờ Santa Barbara đó, có rất là nhiều giai thoại về cái tượng đài Đức Mẹ này. Mình thì mình là người ngoại đạo, mà mình đến đây á, thỉnh thoảng mình cũng cầu xin Đức Mẹ, rồi mình chiêm ngưỡng cái sự yên bình của nơi đây, và đặc biệt ngắm hoa dưới chân đài Đức Mẹ. Hoa không bao giờ tàn, lúc nào chỗ này cũng đẹp rực rỡ như vậy đó. Vào những dịp lễ, dịp Tết thì nó còn rực rỡ 10 lần hơn như vậy nữa các bạn. Và đặc biệt là ở nơi đây thì mình thường gặp gỡ rất là nhiều sắc dân, chứ không chỉ riêng là người Việt mình ha. Mình thấy có rất nhiều người Mỹ, người Mẹ, họ sống chung quanh đây. Nơi này thì tiện giao thông lắm. Những người mà lớn tuổi không có lái xe được đó thì vẫn có xe bus chở đến. Một ngày có rất là nhiều chuyến xe bus trải dài từ sáng đến tối. Cho nên là cái ngôi nhà thờ này là ở một cái vị trí gần như trung tâm vậy đó, rất là tốt. Quý vị nhìn thấy những cái ghế chồng chất lên nhau đó là để dành cho giáo dân ngồi đó. Tại vì cứ đứng ở ngoài trời làm lễ thì không phải ai cũng đứng được. Những cái bác cô lớn tuổi là thường là phải ngồi. Trong khuôn viên của ngôi nhà thờ này thì mình thấy cũng khá là nhiều loại hoa. Tuy nhiên trong mắt của mình nhận thức được thì có hai loại là nhiều và là một cái điểm nhấn nhá mà đập vào mắt mình. Thứ nhất là hàng đào. Chung quanh nhà thờ mình đếm có cả thảy cũng chắc cũng gần 20 gốc đào á quý vị. Thì đó các bạn thấy ở đầu video đó, đào rất là đẹp. Và một cái điểm đặc biệt thứ hai chính là sen đá. Và mùa này thì nó đang nở hoa nữa đây các bạn. Cho nên mình cũng quay lại hết cho các bạn xem ha. Mỗi một cái nơi mình đến á, thì mình rất là thích tìm ra một cái nét nào đặc sắc riêng để mà ghi hình để làm kỷ niệm. Đó là cái bản tánh của mình đó quý vị. Chứ những cái gì mà nó cứ chung chung á, thì mình lại không thích lắm. Mình thích những cái nét riêng. Mỗi một con người, mỗi một cái loài hoa, mỗi một cái địa danh đều có những cái nét riêng. Và chính những cái nét riêng đó, nó đi vào lòng mình. Và nó ở lại trong lòng mình rất là lâu. Các bạn ngắm cùng mình nha. Đó, đây là các loại hoa của sen đá. Cái sen đá nó mọc to lên và nó mọc cái đài cao, ngất ngưỡng lên, xinh ơi là xinh. Trời, hổm giờ mình đi ngang chỗ này là mình cứ canh cái ngày nào vắng thì mà mình vô đây mình ngắm những cái hoa này này. Các bạn thấy đẹp không? một cái vẻ đẹp rất là rực rỡ phải không? Màu cam rồi là màu xanh đó. Cái hoa này nó như hoa cúc, nó dài vậy đó. Mình cũng không hiểu nó là hoa gì. Nhưng mà nó là một cái loại hoa giống như gần như là đặc trưng của California đó. Đã quá nửa tháng 3 rồi, coi như là gần gần cuối tháng 3 rồi, mà những cái hàng đào chung quanh ngôi nhà thờ này mình thấy vẫn còn cái vẻ đẹp các bạn.
Nó có hơi phai màu chút xíu nhưng mà vẫn còn rất là đẹp. Hôm Tết nó còn đẹp nữa đó. Nhưng mà mình không có cơ hội đến đây đó. Đó, các bạn thấy không? Cái màu đào nó vẫn rất là thấm.